ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội thuộc tổ 3 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội tại các huyện Cát Tiên và Đạ Tẻ. Ông Nguyễn Khắc Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, chính quyền huyện Cát Tiên và Đạ Tẻ cùng cử tri địa phương đã tham dự. Tiếp xúc với cử tri xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên và xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đã thông tin nhanh tới cử tri những nội dung chính trong chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 được tổ chức thành hai đợt, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023 và từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật, xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024 cùng các nội dung quan trọng khác. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng báo cáo tới cử tri tình hình kinh tế xã hội quý I của cả nước và của tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Lâm Đồng ước đạt hơn 4.911 tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán địa phương, bằng 99,6% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 3,1 triệu lượt khách, tăng 30,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 298,3 triệu đô la Mỹ, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 9.550 người, giải quyết việc làm cho 9.400 lượt lao động, trong đó tạo việc làm mới 3.950 lao động, quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 1.545 người, xuất khẩu lao động 136 người. Về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, đến nay có 5 dự án đã hoàn thành thủ tục và đang triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng. 11 dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Đối với các dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương đã được các cấp các ngành của tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi công trong năm 2023. Toàn tỉnh hiện có 107 trên 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên đã phát biểu và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với sự phát triển của đất nước cũng như của địa phương. Đồng thời, cũng đề xuất ý kiến liên quan đến vấn đề nông lâm nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, chính sách xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, như công tác đo đạc bản đồ địa chính, vệ sinh nước sạch, chính sách cho người có công, tạo điều kiện để người dân xây dựng đường giao thông đồng mức, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho y tế cơ sở, đầu tư hoàn thiện và trang thiết bị máy móc để khám sức khỏe nhân dân, đầu tư trụ sở hành chính ở cơ sở. Cử tri xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻ đã đề xuất nhiều ý kiến liên quan về việc vận chuyển, nhập khẩu thịt bò kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sản xuất của người chăn nuôi địa phương và trong nước. Cần tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ tạo điều kiện để san gạt mặt bằng, đổ đất xây dựng nhà ở tư nhân và quy hoạch nghĩa trang, nhu cầu điện sản xuất. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến Nghị định 05 năm 2023 của Chính phủ chưa cập nhật cơ cấu mới của đội ngũ công chức viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập, chưa đánh giá đầy đủ sự đóng góp của viên chức dân số tại các cơ sở y tế, xem xét điều chỉnh thời gian, đối tượng được hưởng phụ cấp đối với đội ngũ y tế cơ sở. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Đạ Tẻ và Cát Tiên đã giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, nhất là các nhóm vấn đề về giao thông, tài nguyên, nông lâm nghiệp, an sinh xã hội. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đình Văn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận các ý kiến tâm huyết mang tính xây dựng của cử tri ở hai địa phương. Trong thời gian tới, các ngành của tỉnh và huyện Cát Tiên, Đạ Tẻ cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tăng cường bố trí, thu hút nguồn lực để đầu tư các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực có liên quan đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị liên quan của tỉnh chỉ đạo rà soát, tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn đọng, đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân các địa phương. Các ý kiến, kiến nghị khác ngoài thẩm quyền tiếp tục được đoàn tổng hợp trình Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết sớm nhất trong thời gian tới.